là dòng game có lịch sử lâu đời gắn liền với tên tuổi của Activision và Infinity War. Các phiên bản game Call of Duty luôn được phát triển và ra mắt tuần tự vào từng năm. Có người thích phiên bản này, có người thích phiên bản kia, nhưng chẳng thể nào phủ nhận Call of Duty đã là một trong những tượng đài FPS trong lòng game thủ. Trong đó đỉnh cao nhất của Call of Duty chắc chắn nằm ở bộ ba Modern Warfare, loại game mà bất kỳ ai yêu thích dòng game FPS đều đã từng chơi qua. Nhân dịp Modern Warfare 2019 vừa ra mắt, hãy cùng Megame điểm lại lịch sử của loại game huyền thoại này nhé! Bravo 6, going dark. Ủa quay rồi. Hello tất cả các bạn, mình là Dung và chào mừng mọi người đã quay trở lại video tóm tắt cốt truyện mới nhất trên Megame. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên Megame á, thì tụi mình có rất là nhiều những video từ phân tích cốt truyện game, top phát siêu lầy cũng như là tất tần tật mọi thông tin về mọi loại game trên đời luôn, từ Liên Minh Huyền Thoại, giải VCS, game PS4 các thứ nữa. Cho nên là nếu mà không muốn bỏ lỡ bất kỳ một video nào á, thì đừng quên nhấn subscribe cho kênh của tụi mình nha. Còn bây giờ thì hãy cùng quay về quá khứ để xem Modern Warfare đã ra đời như thế nào nha. Dù đến tận năm 2007 mới ra mắt, nhưng quá trình phát triển của Modern Warfare thực chất đã được lên kế hoạch từ trước cả Call of Duty 2 được ra mắt. Trong bối cảnh đề tài đệ nhị thế chiến đã bị các nhà phát triển khai thác đến cạn kiệt với hàng trăm tựa game khác nhau, Infinity War quyết định tạm thời nói lời chia tay với chiến trường lịch sử này. Thay vào đó, họ muốn đưa tựa game Call of Duty đến với chiến trường hiện đại diễn ra trong tương lai gần. Và thế là ngay sau khi Call of Duty 2 ra mắt, Infinity War nhanh chóng bắt tay vào thực hiện Modern Warfare. Sau 2 năm phát triển, Infinity War chính thức trình làng những hình ảnh đầu tiên của Modern Warfare tại triển lãm game E3 2007. Tựa game nhanh chóng ghi bão trong cộng đồng khi mang đến một lối chơi hoàn toàn khác so với những phiên bản Call of Duty trước đó. Và cái ngày toàn thể cộng đồng FPS thế giới mong chờ cũng đã đến. Call of Duty 4 Modern Warfare chính thức phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2007. Về cốt truyện, tựa game đưa người chơi theo chân đội đặc nhiệm SAS và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc truy lùng nhóm tứ kỵ sĩ do Imran JKF đứng đầu. Chúng đã hậu thuẫn cho cuộc đảo chính ở Trung Đông, gây ra nội chiến ở Nga và kích nổ quả bom nguyên tử khiến 30.000 lính Mỹ thiệt mạng. Cuối game, JKF đã phải đền tội, nhưng nhóm biệt kích của chúng ta chỉ còn có hai người sống sót là John Saf, Maktavis và Captain Price. Không nằm ngoài dự đoán, Modern Warfare bán đắt như tôm tươi. Tính riêng tại Mỹ, chỉ trong tháng đầu tiên ra mắt, 2 triệu đĩa game Modern Warfare đã bốc hơi. Các cửa hàng game hoạt động hết công suất vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu mua khủng khiếp của các gamer. Đến cuối tháng 12 năm 2007, Modern Warfare đã bán được hơn 7 triệu đĩa trên toàn cầu, trở thành tựa game bán chạy nhất năm đó. Không những thế, Modern Warfare còn nhận về vô số lời khen từ các tạp chí game nổi tiếng, ẵm về hàng loạt giải thưởng, trong đó có giải thưởng danh giá nhất mà một tựa game có thể đạt được, game hay nhất năm. Medium, where you're seeing all these different types of things. Really great to see. So, thanks a lot. 2 năm sau ngày Modern Warfare xuất hiện, Infinity War lại khiến cộng đồng game thuộc FPS thế giới xôn xao khi công bố về Modern Warfare 2 tại E3 2009. Hoành tráng hơn, dữ dội hơn là những gì Infinity War hứa hẹn với Modern Warfare 2, không bó hẹp trong những trận đánh nhỏ lẻ ở châu Âu hay Trung Đông nữa. Modern Warfare 2 đưa người chơi đến với một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện giữa hai siêu cường Nga, Mỹ. Hàng loạt game khác đã quyết định hoãn ngày phát hành để né quả bom tấn này, và dư luận thế giới cũng bàn tán xôn xao mỗi khi nhà sản xuất có một thông báo mới. Ở thời điểm đó, chưa từng có một tựa game nào trong lịch sử được mong chờ như thế. Activision thông báo, lượng đĩa đặt trước của Modern Warfare 2 chưa gì đã nhiều hơn tất cả những game khác mà hãng từng bán ra. Ngày 10 tháng 11 năm 2019, Modern Warfare 2 chính thức phát hành và ngay lập tức khiến làng game thế giới đảo điên. Tiếp nối phần 1, vì cây cú trước thất bại trong cuộc chiến ở Trung Đông với 30.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, tướng Shepard đã cấu kết với Makarov gây ra cuộc chiến giữa hai siêu cường Nga-Mỹ. Nhờ có cuộc chiến, tướng Shepard được vinh danh như anh hùng khi đứng ra lãnh đạo quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Sharp và Captain Price đã phát hiện ra bí mật này và tiêu diệt được tướng Shepard. Nhưng trong mắt cả thế giới, họ là những tội phạm chiến tranh vì đã hạ sát một vị tướng cấp cao. Modern Warfare 2 làm nên hàng loạt kỷ lục, trong đó ấn tượng nhất là trở thành sản phẩm giải trí có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử với $300 triệu.
chỉ riêng ở thị trường Mỹ và Anh đã có hơn 4,7 triệu đĩa được bán ra trong ngày đầu tiên phát hành. Phần chơi online Modern Warfare 2 cũng thu hút không kém khi trong 5 ngày đầu ra mắt đã có hơn 8 triệu người chơi. Tính đến năm 2013 đã có hơn 22 triệu đĩa Modern Warfare được bán ra. Dù được đánh giá cao nhất trong cả 3 phần, nhưng Modern Warfare 2 lại không thu về được nhiều giải thưởng như phần đầu tiên, bởi năm đó, làng game thế giới đã vinh danh một siêu phẩm khác là Uncharted 2 Among Thieves. Chỉ 2 tuần sau khi Modern Warfare 2 được ra mắt, Infinity War đã bắt tay vào phát triển tiếp phần 3. Tuy nhiên, cộng đồng game thế giới lại nhận được tin sét đánh khi Jason West và Vince Chambella, bộ đôi đồng sáng lập nên Infinity War và là cha đẻ cho series Modern Warfare, đã bị Activision sa thải. Việc này kéo theo hàng loạt nhân viên Infinity War nghỉ việc, khiến Activision phải huy động hai studio là Raven Software và Sledgehammer Games vào cuộc để hoàn thành tựa game. Điều này khiến Modern Warfare 3 trở thành tựa game duy nhất trong series không được tự tay Infinity War phát triển. Tiếp theo đó, Modern Warfare 3 đã dính thêm scandal lộ nội dung trước ngày phát hành tận 6 tháng. Activision sau đó phải chữa cháy bằng cách tung ra trailer của game ngay lập tức. Dù dính phải nhiều lùm xùm, mức độ quan tâm của cộng đồng dành cho Modern Warfare 3 vẫn không hề suy giảm. Màn công bố gameplay Modern Warfare 3 tại E3 2011 trở thành tâm điểm của cả sự kiện, hé lộ hệ thống vũ khí mới và độ khó đầy thử thách ngay cả với những fan lâu năm. Càng tới ngày phát hành Modern Warfare 3, sự mong chờ càng lúc được gia tăng. Hai tuần trước ngày ra mắt, đã có người đột nhập vào nhà kho game, đánh cắp một chiếc đĩa Modern Warfare 3 và sau đó up nó lên mạng. Cảnh sát đã phải vào cuộc, truy tìm xem ai đã tải và yêu cầu họ xóa game nếu không muốn nộp phạt 5.000 đô. Tiếp đến, hệ thống Kmart đã vô tình bán Modern Warfare 3 sớm 5 ngày trước lịch phát hành chính thức. Sau đó ở Pháp, một chiếc xe tải chở hơn 6.000 đĩa Modern Warfare 3 đã bị hai tên cướp chặn đường và cướp sạch số đĩa trị giá hơn 400.000 euro. Cuối cùng, cơn sốt Modern Warfare 3 cũng được thỏa mãn vào ngày 8 tháng 11 năm 2011. Hồi kết của series Modern Warfare là đây, cuộc xâm lược của quân Nga vào nước Mỹ cũng như vào châu Âu đang ngày một leo thang hơn. Nhất quyết không để chính phủ hai bên ngồi vào bàn đàm phán, Makarov đã bắt cóc Tổng thống Nga. I want the launch codes, Mr. President. You'll never get them. Được người bạn cũ Sandman, chiến binh lực lượng siêu tinh nhẹ Delta Force của quân đội Mỹ và Yuri, người từng là cánh tay phải của Makarov trợ giúp, nhóm Task Force 141 đã giải cứu thành công Tổng thống Nga và được minh oan hoàn toàn. Tuy chấm dứt được cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng Sandman và Sharp đều hy sinh, còn Makarov thì trốn thoát. Captain Price và Yuri quyết tâm tiêu diệt Makarov ngay tại sào huyệt của hắn. Cuối cùng, Yuri đã liều chết để Captain Price có thể kết liễu được Makarov, chính thức khép lại series Modern Warfare. Modern Warfare 3 tiếp tục là một thành công nữa về doanh thu cho Activision. Trong vòng 24 giờ đầu sau khi phát hành, hơn 6.5 triệu đĩa game đã được bán ra tại Anh và Mỹ, thu về hơn 400 triệu đô, phá luôn kỷ lục của Modern Warfare 2. Đúng 16 ngày, doanh thu của Modern Warfare 3 đã là 1 tỷ đô, trong khi bơm tấn khủng nhất thời đó là Avatar mất tới 19 ngày. Tuy có doanh thu cao, nhưng chất lượng của Modern Warfare 3 lại không được đánh giá cao như hai phần trước đó. Cốt truyện là điểm bị chỉ trích nhiều nhất, mà theo như lời của website IGN là không có gì đáng nhớ. Dù vậy, Modern Warfare 3 vẫn khép lại trong lòng các fan với tư cách là một trong những series game hay nhất mọi thời đại. Những năm tiếp theo, Activision vẫn cho ra mắt đều đặn dòng game Call of Duty, nhưng không có phần nào có thể vượt qua được cái bóng quá lớn do Modern Warfare để lại. Đỉnh điểm là với Infinite Warfare, khi trailer của tựa game trở thành một trong những video bị dislike nhiều nhất trên YouTube. Không thể để đứa con tinh thần của mình bị người đời khinh miệt nữa, Infinity War đã quyết tâm vực dậy Call of Duty, mang nó về thời kỳ đỉnh cao nhất của series, và đó là lý do chúng ta có Modern Warfare 2019 ngày hôm nay. Off. Off. Call of Duty Modern Warfare. Và
đó là lịch sử phát triển của series Modern Warfare. Các bạn thấy như thế nào? Quả là xứng đáng với danh hiệu ông vua trong dòng game FPS đúng không nào? Và tựa game cũng đã ra mắt rồi. Mà nếu các bạn muốn tụi mình tóm tắt Call of Duty Modern Warfare 2019 á, thì hãy comment bên dưới nha. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của tụi mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.